Những khối bê tông khổng lồ bất tận, trung tâm tài chính của Brazil, trung tâm công nghiệp và là thành phố lớn nhất của vùng Nam Mỹ. Brazil khởi tranh ở đây. Have a look. Hãy ngắm nhìn, Sao Paulo thật rộng lớn, một rừng các tòa nhà chọc trời. Việc di chuyển ở đây quả không dễ dàng. Một số ít người có thể bằng cách dùng trực thăng, còn ở dưới kia quả là hỗn độn. Cách tốt nhất là dùng xe máy, nhưng nhớ đừng vượt quá tốc độ. Đôi khi ta thấy Sao Paulo không mang chất Brazil chút nào. Hãy tới khu Liberdade, nơi đa số dân là người gốc Á Châu. Thành phố đầy chất đô thị. Thành phố thân thiện với người đồng tính, thế nhưng các vụ tấn công kỳ thị người đồng tính gần đây có chiều hướng gia tăng. Để thay đổi tình hình, giới chức thành phố đã thuê các drag queen thực hiện chiến dịch chống nạn kỳ thị người đồng tính. Drag là thành phần duy nhất trong cộng đồng người đồng tính không bị kỳ thị, bởi chúng tôi giống như những chú hề sặc sỡ ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, khi gỡ mặt nạ ra, chúng tôi cũng bị kỳ thị như bất kỳ người đồng tính nào khác. Tại cộng đồng nghèo này, có một trường dạy Samba đã chọn chủ đề chống lại sự sợ hãi cho lễ hội Carnival sắp tới, và Chacha sẽ là nữ hoàng trong đoàn diễu hành. Sao Paulo cũng là một thành phố khắc nghiệt, nó khiến bạn luôn phải tỉnh táo. Thế nhưng cũng có những cách giúp giải tỏa áp lực. Ở môn thể thao vốn thuộc về nam giới, thì phụ nữ đã đẩy vấn đề phân biệt giới tính sang một bên, khiến cho môn võ multiplayer trở thành cơn sốt trên toàn quốc. Sao Paulo là thành phố phân biệt đối xử về giới tính. Phụ nữ phải rất cố gắng ở đây. Tuy có nhiều môn thể thao được ưa chuộng, nhưng Brazil rốt cuộc vẫn là một nơi có thể gọi là công xưởng bóng đá. Đây là học viện bóng đá Sao Paulo. Nó giống như một doanh trại quân đội. 200 học viên sống, ăn, ngủ và luyện tập tại đây. Quá trình tuyển chọn thì vô cùng khắc nghiệt. Tôi tới đây từ khi 13 tuổi, sau khi được chọn từ nhóm 13.000 thiếu niên. Cuộc sống của tôi diễn ra không bình thường, nhưng tôi cũng có chút thời gian gặp gỡ các bạn gái. Đương nhiên là tôi nghĩ tới chuyện giúp đỡ gia đình về tài chính. Thế nhưng quan trọng hơn cả, tôi muốn bóng đá phải là điều khiến tôi hào hứng. Ở đây mọi người quá coi trọng bóng đá. Ở Brazil cũng còn những môn thể thao khác mà. Sao Paulo là thành phố gây áp lực cho mọi người với đủ mọi lý do. Người Sao Paulo làm việc hết mình và chơi cũng hết mình. Có thể không phải là thành phố đẹp nhất, nhưng không có nơi nào tuyệt vời hơn để khởi đầu cho mùa World Cup.